tắt hết đèn để con cá này nó mới bắt được. Đây đâu? Lại lên với em nữa rồi. Chào tất cả các bạn, hôm nay kênh YouTube Xê Dịch Thiện Tâm giới thiệu cho các bạn một clip rất là hấp dẫn liên quan đến việc đi câu. Nhưng đây là một hoạt động câu cá tự nhiên hết sức là đặc biệt, trải qua quá trình rất là vất vả, xuyên vào tận rừng sâu và phải câu trong điều kiện tắt đèn trời mưa. Mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Đoàn thì xuất phát tại nhà một anh bạn người dân địa phương và chuẩn bị mồi câu là bằng mồi giun đào ở sau vườn nhà. Một số thì dùng cần câu tre và cước bình thường, số thì dùng cần câu chuẩn bị từ nhà. Và mình thì đang chuẩn bị đèn và các thiết bị cần thiết để đi vào cung đường gần 10 km băng rừng lội suối khá là vất vả. Đặc thù của loại cá này là sống trong các cái khe nước trong rừng sâu và chỉ có nước cực kỳ yên tĩnh, trời tối đen kịt thì nó mới chịu ăn, cho nên đoàn phải xuất phát buổi đêm. Hôm nay đoàn đi vào buổi tối và gặp trời mưa cho nên đường trơn lầy rất là vất vả, phải mất mấy tiếng đồng hồ đoàn mới vào xuyên được khu vực thuộc xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Mời các bạn theo chân. Bốn anh em đi hai xe máy và vật lộn với cái cung đường trong trời tối và rất sợ là một số động vật như là rắn rết và một số loài côn trùng buổi tối. Nhưng mà vì đam mê cho nên mọi người vẫn quyết tâm bước chân vào rừng sâu. Xung quanh thì có một số cái vực và một số cái ngã đường mà anh em phải dừng lại đánh dấu để nhớ lối ra. Chỗ vực này rất là nguy hiểm các bạn ạ. Sau hơn một tiếng đi vào nhiều cái khúc cua và dốc gắt nhiều đoạn thì xe máy phải xuống đẩy và mọi người phải đi bộ. Thì đến một cái đoạn đường rất là khó thì xe máy buộc phải bỏ lại và mọi người cuốc bộ tầm khoảng 3 km nữa. Cuối cùng thì đoàn cũng tiếp xúc được khe nước để có thể câu. Ở cái khu vực này thì vào mùa đầu tháng 5 thì nước là khá cạn và mọi người đang lựa thế để kiếm cái vị trí đứng để bắt đầu câu và bắt cua đá. Và nhớ là sau khi xác định vị trí thì đều phải tắt đèn. Các bạn có thể thấy là cái cảm giác lội bỉ bõm giữa đêm trong rừng sâu thì cũng rất sợ một số loại côn trùng. Tuy nhiên là đam mê nhưng tất cả mọi người vẫn háo hức tìm chỗ và bắt đầu câu.
mà không? Có. Hả? À? Có nhiều. Và bắt đầu sau khi bắt cua đá thì câu được con đầu tiên, cả đoàn rất là phấn khích. Một con cá rất đẹp và chúng nó rất là tinh xanh. Con đầu tiên này. Đây là dòng cá leo, mọi người gọi là cá leo khe các bạn nhé. Và mọi người có thể chiến thuật tắt hết tất cả đèn, đi vắng. Và khi nào dần được cá lên thì mới bật đèn, tháo cá cho người nhỏ. Và lần lượt nhiều con cá được câu lên trong lượt. Tắt hết đèn thì con cá này nó mới bắt được. Đây không? Lại lên với em nữa rồi. Tuy nhiên là do trời tối và nước động cho nên một số con cá nó trốn kỹ vào dưới và mọi người lần lượt mắc lưới. Không phải mắc lưới mà là mắc lưỡi vào trong một số các cái cây và trong quãng thời gian dài không câu được con nào. Và mọi người thay đổi chiến thuật. Đó là lặng lẽ đi vòng và di chuyển sang khu vực khác yên tĩnh hơn và một lúc sau mới quay lại câu ở bên này. Và lần lượt thay mồi liên tục để đổi mồi cho nó, để thay cái mùi ấy. Và điều hấp dẫn hơn nữa là tại đây mọi người dùng tay bắt được rất nhiều cua đá. Cái loại cua này thì đặc sản các bạn ạ. Bắt được chúng nó trong các khe đá về nấu ăn thì phải đảm bảo là vô cùng tuyệt vời luôn. Lại vườn dưa cứ đà. Vào ban đêm thì cái tiếng côn trùng nó kêu ở trong rừng nó vang vọng các bạn ạ. Lúc mọi người nín thở để chờ thì nghe cái tiếng nó cũng khá là ghê rợn. Tuy nhiên được khoảng một tiếng sau thì mọi người áp dụng nó đúng được chiến thuật bật và tắt đèn hợp lý. Đặc biệt là khi thả mồi và thả câu. Cho nên lần lượt cái cảm giác phấn khích được quay lại khi cần rung nhẹ là mọi người chỉ cần giơ lên là có cá. Điều bất ngờ là ngoài cả cá thì anh em câu lên được cả cua. Cần rung nhẹ là mọi người giật lên là bắt được những con cua đá. Và sau đó liên tục là cá leo khe. Và đặc biệt có cả cá lóc, quả hốc nữa các bạn nhé. Thank you.
nhau vào nhau. Ok, 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 ok. Tiếp theo vẫn trong đêm tối, mọi người tiếp tục lần mò theo cái khe đấy và cái quãng đường di chuyển có khi phải đợi km các bạn ạ. Nhưng mà vì say mê nên mọi người không để ý và tiếp tục câu. Con hưu hỏ ta, con này này, con đầu đến cái cây cái này, con hưu. Và cứ thế say cá, mọi người quên cả nguy hiểm, lội vào những cái hố rất sâu và tiến sâu vào trong rừng, tìm những cái chỗ có thể tựa và có thể ngồi câu được.
Và tiếp tục bắt cua nào. Và sau khi câu được rất nhiều cá và bắt được khá nhiều cua thì mọi người mới chợt nhớ là phải tách ra thành hai giỏ, không cua là cắn chết cả. Công tác phân loại cũng khá là vui. Cho đến khi thành viên linh thể nhất đoàn mệt nhoài thì mọi người tính chuyện đi về luôn. Quá trình lội nước gặp đất đá thì mình phải hy sinh mất một đôi giày. Tuy nhiên rất vui vì thành quả đạt được các bạn nhé. Đây là số cua mà anh em bắt được. Cũng phải tầm vài kg. Mà số này thì nói thật là đặc sản luôn các bạn ơi. Và đây là loài cá siêu ngon và câu rất khó ở trong rừng các bạn nha. Thành quả hết sức là mỹ mãn. Và bọn mình sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời với những bữa ăn với những con cá tự nhiên câu trong rừng sâu này. Các bạn xem video thấy hay thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các trải nghiệm vẻ đẹp Việt Nam đất nước con người trong các video clip sau.